Welcome to the website tiengang.com. This is Mui Trần. I am the English teacher of English Grade 9. Xin chào tất cả các em. Chào mừng các em đến website tiengang.com. Cô là Mui Trần, là giáo viên tiếng Anh của khóa tiếng lớp 9. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu Lesson 5, Skill 1 in the series lesson of Unit 1, Local Environment. So let's get started with the lesson today. Here, Mi visits the Taiho village in Hue last month. She has decided to present what she knows about this place to the class, read what she has prepared, and match the titles with the paragraphs. So here, I have three titles. Ở đây là bạn My, bạn ấy đã đến thăm làng Tây Hồ ở Huế vào tháng trước. Và cô ấy đã quyết định là sẽ thuyết trình những gì cô ấy biết về cái địa danh này cho những người bạn trong lớp của mình. Vậy nhiệm vụ các em đó là hãy đọc đoạn văn và hãy nối với các title phù hợp. Ở đây cô có 3 title. Title là tiêu đề, là nội dung chính, trọng điểm của đoạn văn. Như vậy, title đầu tiên đó là present status of the craft. Đó là cái chỗ đứng, là cái những gì người ta được biết đến về cái ngành thủ công hiện nay. Number 2, location and history of Konikohat making village. Như vậy là cái vị trí, cái nơi trốn và cái lịch sử của việc làng nghề làm nón lá. 3, how the Konikohat is made. Đó là cái nón lá thì được làm như thế nào. Như vậy với 3 tiêu đề này chúng ta sẽ xem rằng ứng với những đoạn văn nào. Đoạn văn đầu tiên, when you think about the Konikohat, the first thing you think of is the region of Huế. Konikohat making has been a traditional craft there for hundreds of years. And there are many craft villages like Dale, Fukan and Doksol. However, Taiho is the most famous because it is the birthplace of the Konikohat in Huế. It is a village on the bank of the Nhu Y River, 12 km from Huế City. Như vậy, chúng ta có thể đọc nhanh đoạn văn này và thấy rằng xuất hiện rất nhiều địa danh. Ví dụ như là Dale, Fukan and Doksol. Or you can see the history. Chúng ta cũng có thể nhìn được cái tầm nhìn lịch sử của cái việc nón lá, hình thành nên nón lá. Đó là birthplace of Konikohat in Huế. Như vậy Tây Hồ đó là cái nổi tiếng bởi vì nó là cái nơi đầu tiên hình thành nên cái nghề làm nón lá. Và chúng ta cũng có thể thấy được là cái lịch sử cũng như là những cái địa danh nổi tiếng để làm nên cái nón lá. Bởi vậy tiêu đề phù hợp với nó sẽ là Location and History of Konikohat of Making Village. Okay. The next paragraph. A Konikohat may look simple, but artisans have to follow 15 stages. From going to the forest to collect leaves, to ironing the leaves, making the frames, that takes all. Huế's Konikohats always have 2 layers of leaves. Craftsmen must be skillful to make the 2 layers very thin. What is special is that they then add poems and paintings of Huế between the 2 layers, creating the famous bài thơ of poetic Konikohats. Như vậy chúng ta sẽ nhìn thấy rằng đoạn văn này có kể về cách làm nón lá. Đó là nón lá trông rất đơn giản nhưng những người nghệ nhân phải trải qua 15 stages, trải qua 15 bước. Từ cái thời điểm bắt đầu thì phải vi vào rừng để có thể sưu tập những cái lá đẹp để làm sao có thể là phẳng cái lá đó, làm khung. Và những cái nón lá thì có 2 lớp. Những người nghệ nhân phải rất là kỹ lưỡng, rất là điêu luyện trong việc làm 2 cái lớp này rất là mỏng. Và điều đặc biệt đó là sau đó họ thêm những bài thơ hoặc những bức tranh về Huế ở giữa 2 lớp và tạo nên chiếc nón lá bài thơ nổi tiếng. Như vậy chúng ta thấy được là thứ nhất là kể ra các bước, thứ hai là kể ra việc làm thế nào đấy rất là skillful, rất là điêu luyện để tạo nên 2 cái lớp mỏng rồi in bài nữa. Như vậy ở đây đang nói về cách làm nón Huế. Bởi vậy tiêu đề của nó sẽ là How the Konikohat is made. Đoạn văn thứ 3, Konikohat making in the village has been passed down from generation to generation because everybody, young or old, can take part in the process. It is a well-known handicraft not only in Vietnam but all around the world. Như vậy chúng ta có thể thấy được rằng cái việc là cái nón lá đã làm cho cái làng nghề ở trong cái làng nghề này đã được passed down, nghĩa là truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác, bởi vì nhiều người từ già cho đến trẻ đều có thể tham gia vào cái tiến trình làm cái nón lá này. Nó được nổi tiếng không chỉ là cái món đồ thủ công không chỉ ở Việt Nam mà còn trên toàn thế giới. Như vậy ở đây chúng ta có thể thấy được cái chỗ đứng của cái nghề thủ công hiện nay, đó là nổi tiếng, đó là được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, đó là nổi tiếng trên toàn thế giới.
Như vậy, để lựa chọn cái tiêu đề phù hợp với đoạn văn, nhiệm vụ của chúng ta đó là phải có được kỹ năng skim reading, nghĩa là hãy đọc lướt qua đoạn văn, chưa cần phải dịch, nhưng chúng ta hãy xem những ý chính, những thông tin xuất hiện chính ở trong đoạn văn là gì và tìm tiêu đề phù hợp nhé. Ok, phần tiếp theo, read the text again and answer the question. Như vậy ở đây cô có các câu hỏi và nhiệm vụ các em đó là kỹ năng đọc hiểu. Bây giờ đến lúc để các em đọc chi tiết hơn rồi và trả lời câu hỏi cho cô nhé. Câu hỏi đầu tiên, why is Tây Hồ the most well-known conical heart making village? Tại sao Tây Hồ lại là được nổi tiếng nhất là cái làng làm nón lá nhỉ? À, bởi vì Tây Hồ nổi tiếng vì nó đấy là nơi đã sinh ra chiếc nón lá, ở trong đoạn văn có thông tin như vậy đúng không nào? Vậy thì đáp án của chúng ta sẽ là Tây Hồ is the most famous because it is the birthplace of the conical heart in Huế. Câu tiếp theo, how far is it from Tây Hồ to Huế City? Như vậy ở đây chúng ta sẽ thấy một cấu trúc đó là how far is it from A to B? Đó là từ A đến B cách nhau bao xa? Bởi vậy áp dụng vào câu này chúng ta có thể thấy rằng từ Tây Hồ cho đến thành phố Huế cách nhau bao xa? Và câu trả lời của chúng ta xuất hiện ở ngay trong bài đọc các em ạ. Đó là it is 12 km from Huế City. Next, what is the first stage of conical heart making? Vậy thì làm nón lá, bước đầu tiên của làm nón lá đó là gì? Đó là vào trong rừng để thu thập các cái lá để là phẳng nó ra đúng không nào? Vậy đáp án của chúng ta sẽ là going to the forest to collect leaves to ironing the leaves. Ok, number 4. What is special about the hat layers? Như vậy cái điểm đặc biệt của việc làm nón lá đó là gì? They are very thin. À, nó rất là mỏng. Next, what is special about the bài thơ conical hat? Vậy điểm đặc biệt về chiếc nón lá bài thơ đó là gì? Đó là it has poems and paintings of Huế between two layers. Đó là có những bài thơ và những bức tranh về Huế ở giữa hai cái lớp và ở những mà nón lá ở những chỗ khác không hề có. Điều này tạo nên đặc trưng của chiếc nón lá Huế đúng không nào? Who can make conical hats? Như vậy ai có thể làm nên chiếc nón lá Huế vậy? Theo như đoạn văn cuối cùng thì chiếc nón lá bài thơ, chiếc nón lá có thể làm, tất cả mọi người đều làm từ già đến trẻ đúng không nào? Như vậy đáp án của chúng ta sẽ là everybody can, young or old, generation to generation, từ thế hệ này qua thế hệ khác. Ok, number 4, read the following ideas. Are they about the benefits of traditional crafts? B, or challenges that artisans may face? C, right? B or C? Như vậy, B tượng trưng cho benefits là tượng trưng cho ích lợi. C tượng trưng cho need to face là tượng trưng cho thách thức. B là ích lợi và C là thách thức các em nhé. Và chúng ta sẽ có các tiêu đề ở đây. Đầu tiên là providing employment, là nó cung cấp các cái việc làm. Theo các em đây là benefit hay là face vậy? Nó là ích lợi hay là điểm phải đối mặt vậy? Cái nghề làm thủ công, nghề làm thủ công truyền thống thì nó cung cấp công ăn việc làm cho các nghệ nhân. Như vậy đây chắc chắn là benefit, là ích lợi rồi. Tiếp theo, losing authenticity. Đây chắc chắn là C rồi đúng không nào? Providing additional income, cung cấp cái thu nhập, thêm cái thu nhập cho người dân, cung cấp thêm thu nhập, cung cấp thêm tiền, vậy chắc chắn đấy là benefits, là lợi ích. Relying too much on tourism, đó là phải phụ thuộc quá nhiều vào khách du lịch. Khách du lịch mua thì có tiền, có thu nhập, khách du lịch không mua thì ế. Như vậy đây chắc chắn là điều phải đối mặt là C, face. Treating waste and pollution, đó là xử lý được rác thải và ô nhiễm. Như vậy đây là benefits. Cái việc là làm nón lá thì sẽ giúp cho ít bớt đi các cái việc như là xả rác thải hay là việc các cái công việc của làm các cái nghề về công nghiệp, mà thay vào đấy mọi người tập trung vào làm nón lá, như vậy sẽ xử lý được ô nhiễm và đây là benefits. Preserving cultural heritage là bảo tồn cái di sản văn hóa. Đó là bảo tồn di sản văn hóa, làm nó nổi tiếng, biến thành một cái địa điểm du lịch nổi tiếng, vậy đấy là benefits, là ích lợi. Ok, bài học của chúng ta đến đây là hết rồi. Thank you for your attention. Và hãy nhớ làm bài tập về nhà ở website tiếngAnh.com nhé các em. Xin chào và hẹn gặp lại.